Tại màn hình chính, chọn mục sản phẩm sẽ hiển thị danh sách tất cả các sản phẩm phân bón đầu trâu của Bình Điền, bao gồm tên sản phẩm, mã sản phẩm, giá bán. Bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm phía trên màn hình bằng cách đánh tên cụ thể sản phẩm phân bón đầu trâu hoặc tên cây trồng, loại cây trồng cần tìm. Ví dụ, muốn tìm phân bón đầu trâu cho lúa thì đánh chữ lúa. Vào mục tìm kiếm sẽ xuất hiện các sản phẩm phân bón đầu trâu chuyên dùng cho lúa, hay đánh chữ cây ăn trái khi muốn tìm phân bón đầu trâu chuyên dùng cho cây ăn trái. Tương tự, cần tìm sản phẩm phân bón đầu trâu cho thanh long thì đánh chữ thanh long, cây cà phê thì đánh chữ cà phê. Hoặc để tìm sản phẩm đang quan tâm nhất, người dùng có thể dùng công cụ lọc ở phía trên màn hình, nằm bên phải công cụ tìm kiếm. Lưu ý, sau khi nhấn vào công cụ lọc sẽ hiện ra danh sách loại sản phẩm phân bón đầu trâu như đầu trâu chuyên dùng NPK đầu trâu, sản phẩm tiết kiệm hoạt chất AA, đầu trâu chuyên dùng cho lúa, đầu trâu chuyên dùng cho cây cà phê, đầu trâu chuyên dùng cho hồ tiêu, đầu trâu chuyên dùng cho cây ăn trái, đầu trâu chuyên dùng cho cao su, đầu trâu chuyên dùng cho mía. Bạn nhấn chọn tên sản phẩm cụ thể muốn tìm kiếm, có thể chọn nhiều loại sản phẩm cùng một lúc, sau đó nhấn vào lọc sẽ hiện ra các sản phẩm phân bón đầu trâu cần tìm. Bạn có thể hủy các điều kiện lọc ban đầu bằng cách nhấn vào công cụ lọc sẽ xuất hiện danh sách các loại sản phẩm phân bón đầu trâu. Nhấn vào nút bỏ lọc. Lúc này hệ thống sẽ xuất hiện tất cả các loại sản phẩm phân bón đầu trâu. Để xem thông tin chi tiết sản phẩm, bạn bấm vào tên sản phẩm sẽ hiện thông tin chi tiết sản phẩm gồm hình ảnh bao bì mặt trước và mặt sau, thành phần dinh dưỡng, công dụng, cách sử dụng sản phẩm và gợi ý các sản phẩm tương tự. Bấm vào hình ảnh bao bì để xem hình ảnh chi tiết. Bấm nút trở về để trở về màn hình trước đó. Để biết cụ thể giá sản phẩm, bạn bấm vào liên hệ tại giá bán của sản phẩm cần tìm sẽ hiện ra số tổng đài 1900 6613. Bấm vào gọi 1900 6613 để biết thông tin giá bán sản phẩm. Có thể bấm hủy khi không muốn gọi.